Xin chào các anh em. Hôm nay mình chia sẻ với anh em cái hậu trường buổi thực hành chụp ảnh đường phố ha. Thì trong cái bài này nhìn nó đơn giản lắm nhưng mà thực chất nó rất là khó. Nó vừa kết hợp cái chế độ lấy nét, rồi kết hợp với cái chọn góc view, chọn nguồn sáng, rồi chọn cách tức là khẩu độ, tốc độ mình quyết định độ mở bắt rau hay nét bắt rau nữa. Rồi cái góc độ hướng thế nào nữa thì ở đây anh em coi sơ qua đó, mình không có chụp được mà mình đứng đoạn quá mình quay cho anh em coi cái là đi rồi đứng. Ôi người mọi đứng lại cho quay đi ha, rồi chụp đi rồi anh em mấy người anh em kia họ chụp rồi mình chia sẻ cho anh em coi ha. Thì anh em coi cảnh toàn thể hiện nay hay mình quay nãy giờ, đây là cái view chiều sâu này. Nhưng mà nếu đây là thứ nhất, cái bài này đó là thứ nhất là mình sẽ nói về cái cách nhận dạng ánh sáng trước cho anh em hiểu đi ha. Nguồn sáng trước đó, tại vì trong bài này có nhiều thứ lắm, rất là nhiều thứ. Anh em đợi mình xuống nha. Thì mình nói về cái nguồn sáng trước đi, tại vì cái bài này rất là nhiều nhưng mà anh em coi sơ anh em hiểu là mình. Ví dụ như hiện tại trời là anh em thấy không, cái đoạn mà mây trắng này này. Mây trắng cái góc bên tay phải anh em thấy đó là nó hiện tại bây giờ mình chụp khoảng 3 giờ mấy hay sao á. Nó không có nắng, nó dim lắm. Thì mình sẽ kiếm cái nguồn sáng trước cái đã. Tại vì hiện tại giờ mình cầm cái máy không mà không có đèn. Anh em coi quay video mà còn thấy tối này không? Thấy còn tối mà đúng không? Muốn là giờ tưng sáng chứ anh em thấy. Thế dù vậy cái cảnh này này. Thì đầu tiên là mình phải nhìn những cái nguồn sáng trước đó trước khi mà mình chụp cho nó lợi thế cái ảnh của mình cái đã này. Sau đó mình mới quyết định cái phần thứ hai là cái phần view. Thì ví dụ anh em coi view ở đây ha. Mình đang để cái máy quay chụp hình đây này. Thì ở đây hiện tại học trò mình đang chụp đang thực tập mình quay qua cho anh em coi chút đó nào. Đây, lớp của mình đã như đây thôi, hiện tại là có 5 người nhưng mà đi có 3 người thôi. Mình đi có 3 người thôi ha. Đây mình đang quay ở đây ở nhà thờ Đức Bà. Anh em coi hoàn cảnh anh em có thể biết thêm một chút ít nào thì biết ha, tại vì giờ mình không có đủ thời gian, tại vì mình vừa chia sẻ cho anh em kiểm tra bài anh em tập ở đây rồi vừa nói cho anh em biết nữa cho nên hắn bị không đủ thời gian chia sẻ nhiều kỹ hơn anh em. Thì anh em coi sơ cái này về mình có thể mình nói cái ý đồ chụp anh em thôi. Đây. Ví dụ như nếu anh em đã chọn cái góc ánh sáng tốt rồi, bây giờ phần còn là cái view này, hiện tại cái view mà mình anh em coi cái tên điện thoại đây này. Thì mình đang quay như vậy có phải hắn bị lộ ra cái phần bên tay phải không? Nó bị dơ không? Bây giờ nếu anh em muốn sạch cái hình thì anh em phải view vào như vậy này. Vậy này. Đây, mình vặn cái này cho anh em coi đây view này. Đó anh em view tới đây thôi. Lúc này là hắn sạch này, không lộ ra cái ý đồ của anh em muốn lấy. Tức là hắn phụ thuộc vào cái ý suy nghĩ anh em thôi. Anh em muốn là sạch cái hình thì anh em để cái view này thì nó không thấy được cái lỗ này. Thì người ta sẽ không biết là mình chụp cái lỗ này nó sâu bao nhiêu, còn anh em để lỗ như vậy này. Mình vặn lại cho anh em coi ha, đây để lỗ này luôn. Từ từ để anh em một xíu. Cái anh này đang cản nè. Để mình xíu nha. Đây coi con này thấy chưa? Thì lúc nãy lỗ ra ngoài đường rất là nhiều. Thấy chưa? Đó thì anh em để bố cục gọn là để anh em tí nữa là anh em chọn sáng rồi bố cục lại gọn nè. Đây. Thì phần này mình nói đơn giản mỗi góc nhỏ cho anh em hiểu trước rồi đó, nguồn sáng rất là tốt. Còn lại anh em muốn để khẩu bao nhiêu và độ mờ bao nhiêu thôi. Có lại chụp đường phố này có hai dạng nữa, một dạng là cái ảnh tĩnh là tức là cái người mẫu đứng yên diễn thôi, còn một loại đi thì anh em phải kết hợp từ cái phần chế độ máy của mình, thì cái phần đó mình phải quay vô cái máy nhưng mà hiện tại giờ mình không có máy, anh em coi cái phần ánh sáng trước ha, cũng thuận lợi cho mình, để rồi mình nhờ anh em kia tới hình cho anh em coi, rồi anh em cấp hình ok tới cho anh em này coi trước ha, bây giờ mấy anh em mình chụp hướng này nè, chụp hướng này á, thì nó kết hợp người mẫu đứng ngay giữa đường này thì mình không né được, thì nên chỉ cái điều là anh em mở khẩu xóa phông ra thôi, muốn chụp sạch sẽ là người mẫu đứng bên góc bên này nè, cái cây hồi nãy á, cái cây hồi nãy sẽ đẹp nhất thôi, còn đứng ở giữa đường như thế này nè, người dính đầy, anh em thấy không? Xích qua đây xuống đây ngồi cái chỗ này nè, đó ngồi cái chỗ đó, rồi người mẫu qua đây nè anh em. Anh em coi mình đặt cái máy lại cho anh em coi, đây ngồi chỗ này để mình xích tới bố cục gần cho anh em coi nha. Đây với góc mà mình đang quay là anh em thấy đúng này thấy chưa? Bây giờ mình muốn loại bỏ những cái vùng ngoài này đi thì anh em đứng ra ngoài bên tay phải. Rồi như vậy đó, tại vì hiện tại cái máy quay mình quay rất là rộng. Đó, dù vậy thì rõ ràng thì anh em chụp máy đẹp sạch sẽ luôn anh em. Đó, à, phần còn lại anh em chọn cái phần xóa phông hay như thế nào là mình mẫu diện thôi. Rồi anh em muốn chấp cấp cần vô được nó sạch sẽ đó. Ok thấy chưa? Rồi bây giờ để mình nhảy vô mình diễn hai người cho nó vui sướng ha.
Nào, đứng gần vào. Đúng rồi. Để mấy ngang khi bạn dạt ra này, để mấy ngang lại, mấy ngang lại. Để mấy ngang dạt ra này. Anh em coi vừa rồi thấy mình diễn một khúc tại cảnh đường phố, thì anh em phải cần bắt khoảnh khắc nữa. Thì cái phần này mình có thể nói sao cho anh em coi. Bây giờ anh em đưa hình chụp khoảnh khắc cho anh em coi đây. Đây, ví dụ đây, quá đẹp luôn, quá đẹp tuyệt vời đấy. Anh em coi sơ đây, thấy chưa? Cái ý đồ của anh em đứng sạch sẽ cái chỗ này, mình phải cho hình sạch sẽ như vậy. Đi nét vô. Thấy chưa, bắt khoảnh khắc này, thấy chưa? Ngoài cái ý đồ anh em muốn, nó còn cái khoảnh khắc nữa là lúc này kết hợp với cái máy với mình như thế nào. Thì cái phần này anh em coi phần sau đi, mình sẽ chia sẻ anh em cái phần mà set trên máy thế nào ha. Rồi coi tấm khắc thì coi nha. Bên kia. Đó, giờ diễn rất là khoảnh khắc, thì cái này là cần người mẫu họ diễn thôi. Rồi nó chụp đường phố nó có nhiều cái ý đồ lắm. Đây là mới đứng diễn thôi, còn thấy giờ đó những cái này vì sao họ chụp được khoảnh khắc cái này. Nó rất là quan trọng. Đường phố thì nhìn đơn giản lắm, nhưng mà chụp một khoảnh khắc như vậy là quan trọng nhất này. Ngoài cái việc mà bố cục sạch rồi còn người nữa. Wow. Thấy giờ thì mình mới dựng sơ qua một chút cho anh em coi thôi. Không, mình hy vọng rằng những cái video thế này và thực tế như thế này, nó sẽ nắm bắt được cho anh em hiểu được cái nguồn gốc nhiều, và mình quay cái video sẵn này cho anh em thấy rồi. Còn anh em nào nữa, đưa máy anh em nào khác nữa. Đó là mấy một máy anh em đợi xíu nha, một máy là còn máy thứ hai nữa. Đây anh em coi. Đây anh coi phân tích này. Đây anh em coi. Mình hy vọng là anh em coi về cũng được, nó được bổ ích cho anh em rõ ràng hơn. Rồi. Sao mới đụng cái gì vẫn nhảy dưới em? Đây, anh em coi đây. Thế là thì như cái ảnh này, cái học trò của mình chụp ảnh này. Thì ảnh này á, là cái bố cục hơi bị sai, anh thấy không? Nó bị mất cái phần người của mình rồi này. Thế là nhưng mà khoảnh khắc thôi. Thì cái này là mình lỡ đây, mình có thể zoom lên lại như mình về, mình cấp lên lại vậy nè. Nhưng mà tốt nhất là mình khuyên anh em cấp chính xác nha. Như tấm hình này. Thay thì về mình làm mình cấp lên như vậy. Ok, nó vẫn đẹp vậy. Nhưng mà mình khuyên là anh em cấp chính xác. Thì đây trong cái khóa học mà anh em học thực tế thế này, mình chia sẻ thực tế anh em hiểu luôn, thì mình phân tích trên anh em coi rõ ràng luôn. Nó khác một chút, anh em không coi được cái màu thực của nó rồi. Thì hiện tại set màu thì mình nhìn ở đây học trò mình set đẹp hết rồi, rất là đẹp tuyệt vời luôn, không có đèn gì hết mà ảnh rất là trong đó. Thì đây là tấm hình này, bố cục sai nè, và tấm hình bố cục đúng rồi, bố cục được nè, ok nè ha. Anh em coi nè, bố cục rõ ràng này, thấy chưa? Đó, còn tấm nào nữa không? Đó, khoảnh khắc rất là tự nhiên, cái này ok nè. Đó, ok. Rồi còn bên kia nó, máy kia nó coi. À, coi luôn. Thì anh em đợi mình xuống để mình kiểm tra đây. Học thực tế ở ngoài thì mình cũng chia sẻ cho anh em đó, là anh em không đi học được với mình, không đến được với mình, thì anh em coi cái những cái video thế này, mình nghĩ là cũng có bổ ích cho anh em nè. Đây ví dụ như anh này là anh mới vô học này, thấy chưa? Anh chưa hiểu hết nắm bắt thì coi hình anh chụp như thế nào ha. Mình tại vì chưa vô thực tế, ví dụ trên này xa là mình sẽ nói thấy cho anh, cho em xem luôn. Và phần này tấm hình này thì ok, tạm thời ổn này, tạm thời ổn rồi. Đó, tấm hình này thì cấp đúng này, để anh hướng này cho anh em coi rõ. Đây, rõ này. Ok, rõ chưa ha. Rồi, coi hướng nào nó đúng không. Cái này thì nó hơi yếu nè. Cái này hơi yếu nè, tại vì cái phần người trên này cũng như quá. Cảm giác người như vật nhỏ bé này. Đây. Nhỏ bé là tấm này không ok nè. Tấm này cũng... Rồi. Tấm này nó cảm giác là... Nó bị lỏng quá. Cái do là đứng hướng sai. Tấm này càng lỏng nữa, thì tấm này nó lỏng cực kỳ sai đây luôn, thì ai thấy chưa? Thì như vậy khi mà học trò mà học chụp xa thì mình chỉ là thực tế là zoom lên như vậy là chụp luôn, thì nó tiếp cận được cái phần học cho học trò học viên của mình. Zoom lại đây, các bạn cấp lên vậy này là ok. Đây thấy chưa? Ví dụ như mình cấp lại như vậy nè, thấy chưa? Cấp lại như vậy là ok nè. Rồi mình nghĩ đến đây anh em đã hiểu được cái một chút nào đó, nên lần sau mình chia sẻ cho anh em cái cách mà set máy, chỉnh chế độ như thế nào để cho hợp lệ với cái khoảnh khắc ha.
Và hy vọng anh em yêu thích video mình, nhớ là share và like cho mình nha. Cảm ơn anh em theo dõi video của mình rất là nhiều. Rồi hẹn anh em lại video khác sau. Anh em có thể xem thêm những cái bức ảnh mình chụp cái đường phố hôm mình chụp tuần thời trang Fashion Week của 2018. Thì những bức ảnh mà mình chụp trong máy học trò mình chụp đem về là mình không lấy kịp lễ về quê hết trơn rồi, không ai đưa kịp, thì mình anh em nghĩ coi trên video là thấy hình mình zoom lên cho anh em coi rồi. Thì đây mình mở thêm những bức ảnh mà mình chụp cho anh em coi thêm chút thôi. Và phần sau phần 2 thì mình sẽ nói thêm cái cách thức set máy thế nào cho anh em coi, thì cái này anh em coi sơ qua để biết bộ nào ra để chụp thôi. Rồi, hy vọng rằng anh em yêu thích video của mình, share và like. Và phần sau thì mình sẽ nói rõ thêm chi tiết cho anh em nữa, mình sẽ phân tích thêm cho anh em thêm, phân tích về set máy. Anh em coi phần 1 này anh em biết được cái góc độ, hiểu ý đồ đó, tùy theo cái bắt rau mình chụp nữa. Còn cái bữa video anh em coi đó là mình chỉ quay cho học trò mình, nó đi thực tập sẵn thì mình quay cho anh em luôn. Mình nói như vậy có thể là hy vọng anh em khác hiểu được cái ý đồ thêm. Còn nói chuyện sâu xa hơn thì để bây giờ sau mình sẽ nói thêm một chút nữa cho anh em hiểu ha. Rồi đến đây xin chào anh em. Hy vọng anh em yêu thích video của mình mà share và like nha. Một lần nữa xin cảm ơn anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều.